Mới đây, Eric gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh selfie trước gương lên mạng xã hội. Với tạo hình mới mẻ, nam ca sĩ khiến người hâm mộ suýt không nhận ra. Giọng ca chính ít để tóc xoan xù, dụng tím hồng, vũ dưỡi gần che kín mắt. Trang phục anh lựa chọn có xì si tai cổ điển retro với xét đồ nâu, nhấn nhá bằng cà vạt và qua dây đỏ sậm. Chụp hình chu môi vốn dành cho phái nữ mà Eric ơi! đáng chú ý là biểu cảm chu môi siêu tơ trong Eric cực kỳ nữ tính. Chưa kể, anh còn chỉnh chu trong khoảng trang điểm, mặt hoa ra phấn mịn màng, môi đánh son tím đồng điệu với màu tóc cơ mà. Được biết. Đây cũng là tạo hình trong khi thể hiện mắt sắp hai ca khúc được yêu thích là muộn rồi mà sao còn, Sơn Tùng MTP và yêu năm, Gimastic, trong chương trình The Hero mới đây vui sướng nhảy từ phòng khách vào tới phòng ngủ vì mát sắp tại the hero đang on chính táp trên rồi cảm ơn khán giả đã yêu mến tiết mục vừa qua của cậu bé tóc mì tôm nam ca sĩ chia sẻ chụp ảnh môi hững hờ quyến rũ mới chịu nha đây không phải lần đầu eric xuất hiện với ngoại hình nữ tính khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính thực sở hữu dáng người mảnh khảnh cộng thêm si tai yếu điệu và trang điểm quá đà nên giọng ca ghen liên tục bị súp thơ soi em út nhà hoa dâm mục khiến chị em sửng sốt vì gu thời trang nữ tính. Nam ca sĩ diện áo len hồng ôm sát kết hợp quần màu be cạp cao, kèm theo đó là bộ phụ kiện đầy đủ khuyên tai, vòng tay, vòng cổ. Khi tham dự chương trình Cuộc Chiến Mỹ Vị, giọng ca, ghen, cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với diện mạo sến sẩm. Công bo áo sơ mi phanh quốc mix quần bắc ghi đỏ đô, lại thêm vòng cổ chốc cơ, Eric còn nữ tính hơn cả Minh. Anh trang điểm khá đậm, đánh khối và màu mắt kỹ càng, tô son môi hồng cánh sen tươi thắm. Các bước trang điểm của Eric rất kỳ công từ đánh nền, đánh khối, kẻ mắt, má hồng, tô son và còn đeo cả kính áp tròng. Trong một tóc xô, bố mẹ Eric từng cảm thấy ngại vì việc con mình trang điểm đậm nhưng Eric dường như vẫn không bỏ được thói quen này. Linh Theo Việt Nam Net